Sơ quả thánh nhân có định lực, chẳng bị cảnh giới làm lay động mà chuyển được cảnh giới. Do đó, người chuyển được cảnh giới, cảnh chẳng chuyển được người. Lúc này mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe việc đầy tâm chẳng hay. Đây tức là nhập vào dòng pháp tánh thánh nhân, nhưng phải thọ 7 lần sinh tử. 3. Hướng nhất lai là tăng chăng? Chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Nhất lai là nhị quả A-la-hán, tiếng Phạn là Tư Đà Hàm. Tức là một lần sinh về trời, một lần xuống nhân gian thọ sinh, đã đoạn được dục giới 6 phẩm tư hoặc trước, sẽ đoạn 1 đến 5 phẩm là hướng nhất lai, đã đoạn sạch 6 phẩm là quả nhất lai. Gì là tư hoặc? Tức là mê lý khởi phân biệt. Đối với lý luận chẳng rõ ràng thì sinh ra tầm phân biệt. Nếu tầm nghĩ họ chẳng có trí huệ, tôi có trí huệ, họ không thể làm được việc, tôi sẽ làm được việc. Đây tức là đối với sự lý nhận thức chẳng rõ ràng mà vọng sinh phân biệt. 4. Quả nhất lai là tăng chăng? Chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Nhị quả là tu đạo vị, còn là hữu học vị, đã đoạn tư hoặc 6 phẩm. Tư hoặc có 81 phẩm, tam giới có 9 địa, mỗi địa có 9 phẩm tư hoặc. Tại dục giới có 1 địa, tên gọi là ngũ thú tạp cư địa, có 9 phẩm tư hoặc. Tại sắc giới có 4 địa, tên gọi là ly sinh hỷ lạc địa, định sinh hỷ lạc địa, ly sinh diệu lạc địa, giả niệm thanh tịnh địa, cộng lại có 36 phẩm tư hoặc. Tại vô sắc giới có 4 địa, tên gọi là không vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa, cộng có 36 phẩm tư hoặc. 5. Hướng bất hoàn là tăng chăng? Chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Bất hoàn là tam quả A-la-hán, tiếng Phạn là A-na-hàm, còn dịch là bất lai. Vì đã đoạn dục giới 3 phẩm tư hoặc sau, cho nên chẳng trở lại dục giới thọ sinh tử, sẽ đoạn 7 phần đến 8 phẩm là hướng bất hoàn, đã đoạn 9 phẩm là quả bất hoàn. 6. Quả bất hoàn là tăng chăng? Cũng chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Tam quả là tu đạo vị, còn là hữu học vị, từ bậc nhị quả đến bậc tam quả là hướng bất hoàn. Khi đã chứng được bậc tam quả là quả bất hoàn, tam quả A-la-hán đã đoạn sạch 9 phẩm tư hoặc. 7. Hướng A-la-hán là tăng chăng? Cũng chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. A-la-hán là tiếng Phạn có 3 ý nghĩa: 1. Sát tặc, giết hết tất cả tặc phiền não. 2. Bất sinh, tam quả vĩnh viễn đoạn sinh tử, đã chứng nhập hữu dương niết bàn, do đó không sinh không diệt. 3. Ứng cúng, xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường, sẽ đoạn 72 phẩm tư hoặc của 8 địa còn lại là hướng A-la-hán, đã đoạn sạch 8 địa 72 phẩm tư hoặc là quả A-la-hán. 8. Quả A-la-hán là tăng chăng? Cũng chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Tứ quả là chứng đạo vị, còn là vô học vị, không cần học nữa. Đến đây chẳng thọ phần đoạn sinh tử, nhưng còn có biến dịch sinh tử. Sơ quả là kiến đạo vị, đến đây không thể tin ý niệm của mình, vì định lực của mình chưa kiên cố. Nếu tin ý niệm của mình thì sẽ sai lầm, phải cẩn thận coi chừng. Khi nào chứng được tứ quả A-la-hán thì mới có thể tin ý niệm của mình. A-la-hán là quả vị của tỳ kheo, tỳ kheo là nhân, A-la-hán là quả. Tại nhân địa gọi là khất sĩ, tại quả địa gọi là ứng cúng. Tại nhân địa khất thực, trên thì khất pháp của chư Phật để nuôi dưỡng pháp thân, dưới thì khất thực nơi chúng sinh để nuôi dưỡng sắc thân. Tỳ kheo có 3 ý nghĩa: 1. Khất sĩ, sĩ khất thực, ôm bát đi khất thực, thọ trời người cúng dường để dưỡng mạng sống. 2. Hai là bố ma, khi tỳ kheo thọ giới cụ túc, thì Đức Giới Hòa Thượng hỏi: ông phát tâm bồ đề chăng? Đáp: đã phát tâm bồ đề. Lại hỏi: ông có phải là đại trượng phu chăng? Đáp: là đại trượng phu. Lúc này tất cả dạ xoa cùng truyền báo cho nhau. Địa dạ xoa truyền báo cho không hành dạ xoa, không hành dạ xoa lại truyền báo cho thiên ma. Truyền báo gì? Truyền báo quyến thuộc của Phật tăng thêm một người, còn quyến thuộc của ma thì bớt đi một người. Mà vừa nghe rồi thì hoảng hốt lo sợ, tâm nghĩ: sức lực của ta càng ngày càng suy yếu, sức lực của Phật càng ngày càng tăng thêm, do đó phát sinh tâm sợ hãi, cho nên gọi là bố ma. Bà phá ác, tức là phá ác phiền não, giết tặc vô minh. Vô minh phiền não là gốc rễ làm hại pháp thân huệ mạng, cho nên phải phá ác. 9. Tà mình là tăng chăng?
Cũng chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Tăng minh tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh biết được tướng sinh tử đời quá khứ, lậu tận minh biết được tướng khổ đời hiện tại và có trí huệ đoạn tất cả phiền não. 10. Lục thông là tăng chăng? Cũng chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Thiên nhãn thông thấy được trên trời, nhân gian, địa ngục, họ khởi tâm động niệm cũng đều thấy biết được. Thiên nhĩ thông nghe được thần trên trời, quỷ địa ngục, người thế gian nói chuyện đều nghe được rất rõ ràng. Tha tâm thông biết được trong tâm của người khác suy nghĩ gì. Túc mạng thông biết được nhân duyên quả báo những người khác trong vô lượng kiếp về trước. Thần túc thông hay tọa tâm như ý, du hành thế giới, biến hóa vô cùng, ẩn hiện khó dò, có cảnh giới thần thông như vậy, không thể nghĩ bàn. Lậu tận thông hay đoạn tuyệt tất cả tập khí mau bệnh, vô minh phiền não, vọng tưởng dục niệm, chẳng có chấp trước, tức cũng là vô lậu. Vô lậu thì sẽ không đến tam giới để thọ sinh tử nữa. Nếu giới là phạm hạnh, thì đàn tràng là giới trăng, hỏi thanh tịnh là giới trăng, dạy oai nghi là giới trăng, ba lần nói yết ma là giới trăng, hòa thượng là giới trăng, a xà lê là giới trăng, cạo tóc là giới trăng, mặc y cà sa là giới trăng, khất thực là giới trăng, tránh mạng là giới trăng. Giới tiếng Phạn là thi la, giới là phòng quấy ngừa ác, tức cũng là cấm thần tầm tạo tội lỗi. Giới có nhiều thứ, năm giới, tám giới là giới luật của người tại gia, 10 giới là giới luật của sa di, 10 giới trọng, 48 giới khinh là giới Bồ Tát, người tại gia và xuất gia đều thọ được. Còn có giới cụ túc là giới luật của người xuất gia, giới tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới, những giới này đều là răn dạy, đừng làm các điều ác, làm các điều thiện. Giới còn có 4 thứ, tức là A. Giới pháp, B. Giới thể, C. Giới hạnh, D. Giới tướng. Giới pháp tức là pháp do Phật chế ra, giới thể tức là lãnh nạp giới pháp nơi tâm, công năng ngừa ác phòng quấy. Giới hạnh tức là tùy thuận giới thể, mà thân ngữ ý ba nghiệp làm như pháp, chẳng phạm tội lỗi. Giới tướng tức là năm giới, 10 giới, giới cụ túc, vân vân. Khi Phật còn ở tại thế thì dùng Phật làm thầy, Phật vào Niết Bàn rồi thì lấy giới làm thầy, cho nên giới rất là quan trọng. Người tu đạo nhất định phải y chiếu giới luật mà tu trì, không thể đi ngược lại với giới luật. Pháp luật thế gian dùng để ngăn trị thân đã phạm tội rồi, còn giới luật dùng để điều phục trước khi tâm phạm tội, khiến cho tránh tâm mà không làm việc phạm pháp. Cho nên Phật giáo hay điều phục chúng sinh căng cường thành nhu hòa, khiến cho họ tin nhân quả làm người dân tốt, tức cũng là làm Phật giáo đồ kiền thành. Nếu như nói giới luật là phạm hạnh thì 1. Đàn tràng thọ giới là giới trăng, chẳng phải phải có 10 phương chư Phật đến truyền giới thì đó mới là giới. 2. Hỏi thanh tịnh là giới trăng, chẳng phải khi truyền giới thì yết ma hòa thượng sẽ hỏi người thọ giới rằng trong quá khứ ông có làm việc chẳng đúng quy củ trăng, nếu có làm thì có thể sửa lỗi làm mới trăng, khôi phục thanh tịnh trăng. Hỏi thanh tịnh chẳng phải giới, giới luật được truyền mới là giới. 3. Dạy oai nghi là giới trăng, chẳng phải khi thọ giới thì hòa tượng giáo thọ, dạy giới tử thọ giới học tập 4 oai nghi lớn đi đứng nằm ngồi, do đó hành như phong, lập như tùng, tọa như trung, ngọa như cung. Người xuất gia khi đi thì nhẹ như gió thoảng, không để nghiêng đông nhìn tây, khi đứng thì thân thẳng như cây tùng chẳng dao động, khi ngồi thì vững như đại hồng trung ngồi ngay ngắn, khi nằm thì phải nằm tư thế cát tường, tay phải kế dưới đầu, tay trái duỗi thẳng ra, mặt hướng về phía tây, thân nghiêng như cây cung. Oai nghi có 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh, cho nên người xuất gia cử chỉ hành động, lời nói đều phải hợp với tiêu chuẩn oai nghi, tức là có oai đáng sợ, có nghi đáng kính, tóm lại bất cứ đi đứng nằm ngồi,